Mến chào toàn thể quý khách đã quay trở lại với hành trình khám phá du lịch qua màn ảnh nhỏ của kênh YouTube Đinh Thanh. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin kính chúc toàn thể đại gia đình chúng ta một ngày thật là tuyệt vời. Hôm nay Đinh Thanh sẽ đưa gia đình chúng ta đến với một điểm du lịch khá nổi tiếng của thành phố Buôn Ma Thuột. Đó chính là Bảo tàng Thế giới Cà Phê. Đây là một trong những bảo tàng độc đáo và duy nhất tại Việt Nam, giới thiệu trưng bày các cái sản phẩm cũng như là mô hình và các loại cà phê cũng như các nền văn hóa cà phê lớn trên thế giới. Ngay bây giờ xin mời gia đình chúng ta cùng theo chân Đinh Thanh để bắt đầu hành trình khám phá thế giới cà phê trong ngày hôm nay. Xin kính mời. Thưa quý khách, thì đây là một bảo tàng rất là mới và bắt đầu phục vụ từ năm 2018, cho nên rất là nhiều thông tin ở đây Đinh Thanh chưa có nắm hết. Hôm nay thì Đinh Thanh có mời chị cán bộ hướng dẫn viên tại điểm là Horioka. Chị sẽ giới thiệu cho quý vị chúng ta nghe về những cái tiêu biểu, những cái nền văn minh cà phê lớn trên thế giới tại bảo tàng này. Bây giờ thì Đinh Thanh xin mời gia đình chúng ta bắt đầu hành trình khám phá và nghe chị Horioka giới thiệu về địa điểm này quý vị nhé. Em xin phép được giới thiệu một chút xíu, em là Horioka. Thì ngày hôm nay em sẽ đồng hành cùng với quý đoàn để có thể giúp quý đoàn hiểu hơn về những câu chuyện đằng sau các hiện vật của Bảo tàng Thế giới Cà Phê. Vâng ạ, Bảo tàng Thế giới Cà Phê thì được thành lập trong vòng 235 ngày và đêm và được đưa vào hoạt động vào ngày 23 tháng 11 năm 2018, đến bây giờ là đã hoạt động được 5 năm rồi. Vâng ạ, và kiến trúc của bảo tàng thì được lấy cảm hứng từ những mái nhà dài, nhà rông của người bản địa hiện tại là đang sinh sống tại Tây Nguyên, gồm có 5 gian nhà. 5 gian nhà sẽ tượng trưng cho 5 ngũ quan, 5 ngón tay trên một bàn tay, có nghĩa là bàn tay ta sẽ làm nên tất cả. Vâng ạ, hiện tại chúng ta đang có mặt ở gian nhà thứ 4 là lối vào của Bảo tàng Thế giới Cà Phê. Và như lúc nãy em có nói là kiến trúc thì được lấy cảm hứng từ những mái nhà dài, nhà rông của người bản địa, và trong đó là có dân tộc Ê Đê, là một dân tộc có nền văn hóa lâu đời và đặc sắc nhất tại Buôn Ma Thuột. Vâng ạ, và phía trước mặt của quý đoàn thì mình có thể nhìn thấy được một cái tháp trống đang được trưng bày ở phía trước này. Thì đây là tháp trống của người đồng bào Ê Đê. Và điều đặc biệt của những chiếc trống này thì đây là những chiếc trống được làm từ da trâu. Vâng ạ, tiếng Ê Đê người ta gọi là hơ gơ. Và điều đặc biệt nữa là tất cả những mặt mà được xoay về phía bên ngoài này thì sẽ được bọc bởi da của con trâu cái. Còn tất cả những mặt mà được xoay về phía bên trong thì sẽ được bọc bởi da của con trâu đực. Khi mà có những cái sự kiện vui á, như là đám cưới hoặc là có những cái sự kiện quan trọng trong cuộc sống ở trong cộng đồng thì người ta sẽ đánh lên mặt da của con trâu cái. Còn khi mà có những cái sự kiện buồn như là thú dữ tấn công buôn làng hoặc là có những cái đám ma thì người ta lại đánh lên mặt da của con trâu đực. Bởi vì dân tộc Ê Đê là một dân tộc theo chế độ mẫu hệ, có nghĩa là một cô con gái từ khỏi chồng, người đàn ông sẽ phải về nhà cô gái để mà làm rể, con cái sau này sẽ lấy họ của người mẹ, và người phụ nữ sẽ là người quyết định tất cả mọi việc ở trong nhà, hay còn được gọi là người chủ nhà. Đây là một cái nền văn hóa vô cùng đặc sắc và đã có từ rất là lâu đời rồi, và cho đến bây giờ thì cái phong tục tập quán về chế độ mẫu hệ này vẫn đang còn được lưu giữ cho tới bây giờ. Đó là về văn hóa của người đồng bào Ê Đê. Thì tiếp theo em xin phép mời quý anh chị mình sẽ di chuyển qua khu vực gian nhà số 3 phía bên này ạ. Ta phải được nghe đến rất là nhiều những cái nghi lễ trong cuộc sống hàng ngày của người đồng bào Tây Nguyên ở đây. Và khi mà có những cái nghi lễ đặc biệt á, thì chắc chắn là cái thứ mà không thể thiếu đó chính là âm nhạc, đúng không ạ? Bất cứ một cái nghi lễ nào đều phải có âm nhạc hết, và âm nhạc của Tây Nguyên thì cũng rất là đa dạng và đặc sắc. Rất là nhiều những cái loại âm nhạc và nhạc cụ đến từ những cái vật dụng khác nhau, ví dụ như là cồng chiêng này, cái này là đàn đá, đàn tơ rưng hay là đàn bầu, hoặc là đàn tắc ta, hoặc là đàn đây là đàn Chapi. Còn cồng chiêng á, thì mình đã được nghe đến và nhắc đến rất là nhiều rồi, và ở Tây Nguyên thì khi mà có những nghi lễ thì chắc chắn không thể thiếu cồng chiêng. Nhưng mà được nghe đến nhiều thì không biết là quý anh chị của mình ở đây mình có thể phân biệt được cái nào là cái cồng, cái nào là cái chiêng không ạ? Sẽ có hai cái nhé, một cái có núm và một cái là bằng. Thì nếu như mà theo anh chị đoán thì anh chị sẽ đoán cái nào là cái cồng, cái nào là cái chiêng ạ? Cồng chắc là cái đó quá. Cái này là cái cồng hả anh? Là cái bằng là cái cồng, còn cái chiêng là cái con núm. Có anh chị nào có đáp án khác không? Ngược lại số đông hơn đúng không? Wow. Vậy thì em phải theo số đông rồi. Chiên, cái từ chiên đó là nó là đặc thôi hay là đại diện cho giống cái? Dạ, có nghĩa là hồi trước em nhớ là khi mà đi học là em thường được có học cái câu là cồng bà chiên ông. Các anh chị nào từng được nghe chưa? Cồng bà chiên ông thì là cái cồng, nói về phụ nữ thì nó sẽ có cái bầu sữa. Đúng rồi, cái là cồng. Sao nó có một cái vậy? Dạ, nó chỉ có một cái thôi anh, bởi vì trong mỗi một bộ chiên thì nó sẽ có rất là nhiều cái chiên. Ví dụ như là chiên cồng bà này, cồng cháu này, hoặc là chiên thì chiên ông, chiên cậu, hoặc là những người em. Nó sẽ thể hiện những các thành viên ở trong gia đình. Còn cầu thang thì nó mới sẽ có đầy đủ cả hai bầu sữa. Đó, tôi nói cái này mình biết là cái này là nữ, nhưng mà mình không nghĩ nó là cái chiên của nữ. Đó. Dạ, dạ. Cái này mình biết là nữ khác. Su chiên. Cái chiên phẳng này á, cái chiên phẳng này thì nó sẽ tượng trưng cho tấm lưng trần của người cha. Còn cái chiên thì còn cái cồng chiên ông. Và mỗi một dân tộc, ví dụ như là ở Tây Nguyên thì có rất là nhiều dân tộc anh em sinh sống, và cho đến thời điểm hiện tại là vào năm 2019 theo các thống kê thì có hơn 49 dân tộc anh em hiện tại là đang tập trung và sinh sống tại Tây Nguyên. Và ở Tây Nguyên thì thu hút rất là nhiều những cái dân tộc, nhưng mà điển hình thì sẽ có những cái dân tộc sinh sống chủ yếu. Ví dụ như là ở Buôn Ma Thuột thì sẽ có dân tộc Ê Đê, ở dưới Đắk Nông và Hồ Lắc thì sẽ có dân tộc M'nông. Dạ. Ở Lâm Đồng, Đà Lạt thì sẽ có dân tộc Cờ Ho, ở Con Tum sẽ có dân tộc Gia Rai hoặc là Ba Na, là những cái dân tộc mà chủ yếu sinh sống ở 5 tỉnh Tây Nguyên. Và mỗi một cái văn hóa đánh cồng chiêng của mỗi một dân tộc cũng đều khác nhau. Ví dụ như là dân tộc Ê Đê thì chỉ có những người đàn ông mới được đánh cồng chiêng mà thôi. Họ sẽ ngồi đánh cồng chiêng ở trên cái ghế kapan rất là dài. Họ sẽ đánh bằng một chiếc dùi được làm từ một khúc gỗ hoặc là cây tre, sẽ được bọc bởi một lớp vải. Và tiếng chiêng của người dân tộc Ê Đê thì rất là dồn dập, ngân và vang xa. Còn có dân tộc ở dưới Đắk Nông á, là dân tộc M'nông, thì người ta lại không phân biệt già trẻ gái trai, ai cũng được đánh cồng chiêng hết. Và họ sẽ đánh cồng chiêng bằng cái nắm tay như thế này. Tiếng chiêng của người M'nông rất là dịu dàng và sâu lắng. Cái này là Chapi hả? Dạ đúng rồi, đó là cây đàn Chapi. Ở nơi tôi đã thấy. Còn khu vực phía sau này thì mình sẽ thấy đây là một chiếc thuyền độc mộc. Người ta gọi là thuyền độc mộc bởi vì nó được làm từ một thân cây nguyên khối. Vâng ạ. Người ta sẽ khoét rộng ruột ở bên trong, sau đó đốt lửa để tạo nên lòng thuyền. Và thường thì để làm ra những cái chiếc thuyền độc mộc như thế này thì người đồng bào Tây Nguyên họ thường lựa chọn là cây sao đen, bởi vì người ta quan niệm rằng loài cây này rất là chắc chắn, không bị mối mọt và không bị nứt nẻ ở trong môi trường ẩm nóng. Anh tưởng cây sao xanh sao đen đó hả? Bây giờ mình vui lòng không sờ vào hiện vật giùm em nhé. Chết rồi, giờ hiện vật sống thì sao được? Dạ không được. Còn khu vực phía dưới này thì mình sẽ thấy là Bảo tàng Thế giới Cà Phê cũng có trưng bày rất là nhiều chén rượu quý. Quý anh chị ở đây đã từng được uống rượu cần Tây Nguyên chưa? Rồi, rượu cần Tây Nguyên mà không uống thì đấy là một cái thiếu sót rất là lớn, bởi vì khi mà đã đến Tây Nguyên thì mình phải thưởng thức cái rượu cần ở đây ạ. Bảo tàng Thế giới Cà Phê thì hiện tại thì em không có bán. Đồ thật hết ạ. Thì đối với những cái chiếc thuyền này á, thì đối với một số dân tộc sinh sống ở các vùng như là ven sông, ven hồ, Crono, Roma hay là Hồ Lắc, thì cái phương tiện vận chuyển hàng hóa trong đó thì có cà phê và họ dùng để đánh bắt cá thì thường sử dụng bằng những chiếc thuyền như thế này. Còn bây giờ thì mình có rất là nhiều phương tiện nó hiện đại hơn, thì mình cũng có rất là nhiều. Đây là cây cà phê anh ạ. Hiện tại thì mình đang ở trong cái khu vực này gọi là những vùng đất trồng cà phê. Như chúng ta biết là cà phê là một cái tác phẩm của tự nhiên dành cho loài người, nhưng mà không phải là đều khắp trên thế giới nơi nào cũng có, mà đây là một đặc sản của dải đất nằm song song hai bên đường xích đạo. Vâng ạ, tất cả những vùng cà phê nguyên liệu nổi tiếng trên thế giới chỉ đều nằm trọn trong cái khu vực này mà thôi. Cái khu vực này có thể nói là được hưởng rất là nhiều tính dương của mặt trời và được hưởng rất là nhiều những cơn mưa rào nhiệt đới, nên là tất cả những loại cây trồng và đặc biệt là cà phê và tất cả những loại động vật thì đều đa thức nhất ở khu vực này. Ở châu Á chắc chắn là không thể thiếu Việt Nam của chúng ta, là một trong những cường quốc nhất nhì trên thế giới về sản lượng xuất khẩu cà phê và được đánh giá là có hạt cà phê Robusta ngon nhất thế giới. Ngoài ra thì châu Phi chính là cái nôi của cà phê, là nơi đã tìm ra cây cà phê đầu tiên vào khoảng thế kỷ thứ 9 bởi một anh chàng chăn dê tên là Khadi tại vùng Kafa. Ethiopia của châu Phi là nơi đã tìm ra cây cà phê đầu tiên. Ngoài ra thì châu Mỹ Latin cũng là một trong những cái khu vực có thể có được những cái vùng nguyên liệu cà phê nổi tiếng trên thế giới. Vâng ạ, và ở Việt Nam cũng như là tất cả các quốc gia khác ở trên thế giới thì có rất là nhiều dòng cà phê và đều có những cái đặc trưng, tính chất đặc trưng riêng. Nhưng mà đại diện ở Việt Nam thì chúng ta trồng được hai dòng cà phê chính và được rất là nhiều người ưa chuộng, đó là dòng cà phê Arabica và Robusta. Thì mình có thể nhìn vào hình ảnh ở phía trên này. Dòng cà phê Arabica thì dân gian mình hay gọi là cà phê chè. Nó thích hợp với độ cao trên 1000m so với mực nước biển. Đối với cà phê này thì thể chất của nó nhẹ nhàng, hương thơm rất là nhiều, nhưng mà hậu vị sẽ hơi chua thanh một chút xíu và hàm lượng caffeine của nó khoảng tầm từ 1 đến 1,5%. Còn đối với cà phê Robusta thì dân gian mình hay gọi là cà phê vối. Nó lại thích hợp với độ cao là dưới 1000m so với mực nước biển, và hiện nay thì được trồng nhiều nhất chính là ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Đối với cà phê này thì cái thể chất của cà phê nó rất là đậm, là hơi đắng, hương thơm thì ít và hàm lượng caffeine của nó sẽ cao hơn khoảng tầm từ 2 đến 2,5%. Và nhìn vào hình ảnh thì mình có thể nhìn thấy để có thể phân biệt thì hạt cà phê Arabica nó to nhưng mà nó sẽ thon hơn, còn Robusta thì nó nhỏ nhưng mà nó sẽ tròn hơn. Còn trong cái quá trình mà mình rang cà phê thì cái hạt cà phê của chúng ta sẽ bị nở ra, là hai hạt cà phê này kích thước nó sẽ bằng nhau thì đâu đó mình sẽ không thể nào nhìn bằng mắt thường. Nhưng mà có một cách để chúng ta có thể được phân biệt chính xác giữa hai hạt cà phê, đó là dựa vào rãnh của cà phê. Dạ, cái rãnh của cà phê Arabica thì lúc nào nó cũng sẽ cong theo hình chữ S, còn Robusta thì nó sẽ thẳng, còn nếu mà cong thì nó sẽ chỉ hơi cong theo hình chữ C mà thôi. Đây là cái cách chính xác nhất để mình có thể phân biệt được giữa hai hạt cà phê này sau khi đã rang rồi. Dạ. Rồi tiếp theo thì em xin phép được mời quý đoàn mình lại di chuyển qua bên này ạ. Trọn bộ sưu tập từ bảo tàng Chambers ở Đức, và cái con số đó có thể là lên đến 80% cái con số hiện vật trong bảo tàng Chambers, và 20% còn lại thì đã được đưa về đất nước Dubai. Họ cũng có mở một cái bảo tàng thế giới cà phê giống mình, một cái bảo tàng cà phê, nhưng mà con số của họ thì nó ít hơn. Thì khu vực phía bên này, đây là cái khu vực trưng bày một cái hiện vật lớn nhất tại bảo tàng thế giới cà phê, đó là cỗ máy rang cà phê Probat của Đức. Vâng ạ, đối với cỗ máy này thì trong mỗi một mẻ rang có thể lên đến 90kg một mẻ rang ạ. Và đây là một trong những cái máy đầu tiên mà Trung Nguyên sử dụng trong hệ thống nhà máy trước đây của Trung Nguyên. Vào năm 2018 thì khi mới bắt đầu mang về thì có hoạt động được vài lần, nhưng mà cái số lượng mà mình hoạt động thì hoạt động ít, nhưng mà cái số lượng mà mình sửa chữa thì nó nhiều, nên là tạm thời tụi em sẽ xay bằng một cái máy nhỏ phía bên cạnh để cho những ngày cuối tuần đó, và buổi sáng này và buổi chiều từ tầm 2 đến 3 giờ thì mình sẽ rang cà phê để tạo mùi thơm cho những cái khối nhà ở bên này. Quá trình đó là chăm sóc cây cà phê của người đồng bào Tây Nguyên với những cái vật dụng ví dụ như là xà bấc, xà gạc, hay là những cái cuốc, cái chày dùng trong cái quá trình mà làm nương làm rẫy của người đồng bào Ê Đê ở đây. Dạ, còn khu vực phía bên trong thì sẽ trưng bày một số những cái rổ, những cái mệt hoặc là những chiếc cùi. Thì những cái dụng cụ này sẽ dùng trong cái quá trình đó là thu hoạch hoặc là hái cà phê của người đồng bào Tây Nguyên. Rồi, tiếp theo em xin mời quý đoàn của mình sẽ di chuyển qua khu vực phía bên này ạ. Khu vực phía bên này thì đây sẽ là cái khu vực về bảo quản cà phê. Thì trước đây một số quốc gia như là Pháp, Anh, Đức, Ý thì họ sẽ sử dụng những cái dòng thùng thiết như thế này để dự trữ hạt cà phê sau khi đã rang rồi. Như chúng ta biết là cà phê là một loại thực phẩm có các phần tử hương nhanh chóng bị mất mùi khi mà chúng tiếp xúc với không khí, mặc dù chúng ở dạng cà phê bột hay là cà phê hạt, nên là chúng ta cần phải bảo quản rất là kỹ, luôn luôn đựng cà phê trong những chiếc hộp sạch mờ đục hoặc là ở trong hộp thủy tinh. Nhưng mà lưu ý một điều thì chúng ta sẽ không bảo quản cà phê ở trong tủ lạnh, bởi vì là nó sẽ hút những cái mùi của thực phẩm khác vào cà phê. Và thứ hai nữa là cà phê của chúng ta nó có tính năng hút ẩm, nên là khi mà chúng ta cho vào tủ lạnh thì nó sẽ hút ẩm và cà phê của chúng ta sẽ bị rất là khô, nó sẽ không còn giữ được cái hương thơm tự nhiên. Nên chúng ta chỉ cần dự trữ cà phê ở những cái nơi thoáng mát, và cái thời gian mà sau khi đã tiếp xúc với không khí rồi á thì mình nên sử dụng trong khoảng thời gian là 14 ngày đổ lại, tầm nửa tháng. Đó là cái thời gian tốt nhất mà hương thơm của cà phê nó còn được lưu giữ tốt nhất. Nên là nếu mình thường sử dụng uống cà phê, mình nên lựa chọn những cái gói sản phẩm nhỏ khoảng tầm từ 500g đổ xuống. Nếu là cà phê bột thì cái thời gian mà chúng ta sử dụng nó sẽ được rút ngắn hơn, mà cái cà phê của chúng ta nó sẽ được ngon hơn. Khu vực phía bên này sẽ là khu vực về chế biến cà phê ạ. Thường thì khi mà chúng ta thu hoạch cà phê xong rồi sẽ đến cái khâu đó là khâu chế biến. Thì tới thời điểm hiện tại là mình đang sử dụng hai phương pháp chính để chế biến cà phê, đó là phương pháp chế biến ướt và phương pháp chế biến khô. Thì những cái dòng máy này sẽ dùng trong cái quá trình chế biến cà phê của người đồng các quốc gia xuất xứ là như là nước Đức, và những cái chiếc cân ở đây là của nước Mỹ. Và mình sẽ di chuyển qua gian nhà đầu tiên, khu vực phía bên này ạ. Bảo tàng Thế giới Cà Phê là một trong những công trình biểu tượng cho ngành cà phê Việt Nam, là nơi hội tụ ba nền văn minh cà phê trên thế giới, đó là văn minh cà phê Ottoman, văn minh cà phê Roman và văn minh cà phê Thiền. Thì khi mà chúng ta đến với Bảo tàng Thế giới Cà Phê, và mỗi ngày mình sẽ được trải nghiệm từng nền văn minh cà phê khác nhau. Vâng ạ, về văn minh cà phê đầu tiên đó là văn minh cà phê Ottoman, là khu vực đang trưng bày ở phía trước này. Thì đây là cái cội nguồn của cà phê từ thế kỷ thứ 9, khi mà mới bắt đầu tìm thấy cà phê ở Ethiopia. Thế kỷ thứ 9 là con người mình mới bắt đầu tìm thấy cà phê, cho đến thế kỷ thứ 16 thì đây sẽ là cội nguồn của cà phê và những cái phương pháp pha chế cổ xưa, thì mình sẽ gọi là nền văn minh cà phê Ottoman. Và văn minh cà phê Ottoman là văn minh cà phê của thế giới Hồi giáo, nơi mà cà phê được coi là thức uống thần thánh để có thể kích thích sáng tạo và củng cố đức tin, bởi vì trước đây người Hồi giáo họ thường xuyên thức đêm để cầu nguyện, nên là cần dùng cà phê để được tỉnh táo. Và đối với một số quốc gia Trung Đông trước đây thì họ coi khi mà uống cà phê họ sẽ không gọi là một cái bữa tiệc uống cà phê bình thường, mà họ gọi đó là những cái nghi lễ uống cà phê. Bởi vì khi mà họ uống cà phê và thông qua những cái nghi lễ này thì họ có thể giao tiếp được với những vị thần linh để có thể cầu may mắn và bình an cho cộng đồng của họ. Và văn minh cà phê thứ hai là văn minh cà phê Roman, thì em xin phép mời quý đoàn mình di chuyển trong phần này. Sẽ trưng bày những cái hiện vật liên quan đến văn minh cà phê Roman. Nếu như mà văn minh cà phê Ottoman là văn minh cổ xưa về những cái phương pháp pha chế rất là cổ xưa và mộc mạc, thì văn minh cà phê Roman nó sẽ đại diện cho nền văn minh cà phê của phương Tây, với những máy móc phát triển là từ thế kỷ thứ 16 cho đến thế kỷ thứ 20 sẽ là nền văn minh cà phê Roman của phương Tây, với những cái máy móc pha chế như là máy pha cà phê espresso của Ý. Thì đó là những cái sáng chế của người Ý bằng cách là sử dụng áp suất của hơi nước để chiết xuất ra tinh chất của cà phê bằng cách nhanh nhất. Đối với cà phê cội nguồn đó thì người ta giã cà phê, nghiền cà phê xong rồi thì họ sẽ nấu và uống luôn cả bột cà phê. Đó là cái phương pháp, là cái thời mà gọi là cội nguồn, là những cái phương pháp pha chế rất là cổ xưa. Thì mình chưa có những cái cách mà tiên tiến để pha chế, thì mình sẽ uống cà phê như vậy, là uống luôn cả bột. Còn đối với văn minh cà phê Roman thì nó tiên tiến hơn, là người ta sẽ sử dụng áp suất của hơi nước để chiết xuất ra tính chất của cà phê một cách nhanh nhất, nên là cái thuật ngữ espresso từ đó cũng ra đời. Cà phê sẽ phục vụ cho bạn ngay lập tức, chỉ cần 10 giây thôi chúng ta đã có được một ly cà phê thơm ngon rồi. Nên cái dòng máy pha cà phê này, hoặc là những bình hâm, những cái bình chứa và dụng cụ pha cà phê, thì chất liệu của nó sẽ được là làm bằng inox, và thứ hai nữa là đều được làm bằng điện hết, thì nó đều tiên tiến hết. Nó sẽ trái ngược lại hoàn toàn với cái văn minh cà phê Ottoman. Và cái nền văn minh cà phê thứ ba đó là văn minh cà phê Thiền của Trung Nguyên, thì mình sẽ trưng bày những cái hiện vật ở khu vực phía bên góc này. Thì em mời quý anh chị mình sẽ di chuyển qua khu vực phía bên này để tìm hiểu về văn minh cà phê Thiền. Có những cái dụng cụ như là đồ gốm này, khu vực phía bên này sẽ là khu vực chế biến, và khu vực bên này là khu vực thưởng lãm. Thì những cái dụng cụ này thực ra thì nó sẽ liên quan đến cái đời sống của người phương Đông là chính, và liên quan đến đồ gốm. Thì văn minh cà phê Thiền của Trung Nguyên là nền văn minh cà phê hội tụ triết lý của người phương Đông, được tạo nên từ sự tĩnh tại rõ biết trong từng phút giây của con người. Và văn minh cà phê Thiền của Trung Nguyên thì cũng được lấy cảm hứng từ văn hóa trà đạo của Nhật Bản. và là sự kết tinh giữa hai nền văn minh cà phê Ottoman và văn minh cà phê Roman đã tạo nên cái văn minh cà phê thiền này. Như chúng ta biết thì Việt Nam của chúng ta là một trong những cường quốc nhất nhì trên thế giới về sản lượng xuất khẩu cà phê và có một cái bề dày lịch sử văn hóa thượng lãng cà phê hàng trăm năm. Nhưng mà cho đến nay thì giá trị cà phê của Việt Nam chúng ta vẫn thuộc phân khúc thấp, chủ yếu là mình mới xuất thô thôi và chưa định hình được đúng cái giá trị vốn có của ngành và của quốc gia chúng ta, nên là tập đoàn Trung Nguyên Legend cũng đã bỏ ra rất là nhiều tâm huyết để đi tìm hiểu về những giá trị của cà phê trong mọi lĩnh vực cuộc sống hàng ngày của con người. Cho nên là Trung Nguyên coi cà phê không chỉ là một thức uống thông thường, không chỉ là một thức uống vật lý đi xuống dạ dày, mà Trung Nguyên nâng tầm giá trị hạt cà phê lên thành cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần đến cà phê triết đạo thì mới có thể xứng đáng được với vị thế vốn có của ngành và của quốc gia chúng ta. Nên là Trung Nguyên mới sáng lập ra cái văn minh cà phê thiền và cái cà phê đạo. Thì Trung Nguyên mong muốn sau này khi mà thế giới nhìn Nhật phương Đông, khi mà người ta nhắc đến Nhật Bản thì người ta sẽ nghĩ ngay đến trà đạo. Còn nhắc đến Việt Nam của chúng ta thì thế giới sẽ biết đến trà đạo. Đó là một trong những cái bước đầu tiên mà đơn vị công ty cà phê Trung Nguyên muốn gửi gắm đến cho những người yêu và đam mê cà phê. Thì khu vực tiếp theo chúng ta sẽ đi xuống dưới khu vực triển lãm chuyên đề, đó là tầng hầm, sẽ có một không gian ở dưới nữa. Thì mình sẽ đi nhanh ở khu vực này ạ. Em khác được mời quý đoàn của chúng ta, mình sẽ di chuyển xuống khu vực ở dưới đó. Có tên gọi đó là triển lãm chuyên đề theo từng chủ đề khác nhau, và với kỳ này thì hiện tại mình có một cái câu chuyện triển lãm chuyên đề, đó là gần 2 thế kỷ cà phê Việt Nam chinh phục toàn cầu. Thì như chúng ta biết, lúc nãy em có giới thiệu với quý đoàn của chúng ta, đó là cây cà phê sau khi mà đã tìm thấy vào khoảng thế kỷ thứ 9 ở Ethiopia, sau đó thì vào thế kỷ thứ 16 bắt đầu du nhập vào Tây Âu và đã trở thành một thức uống rất là phổ biến, vâng ạ, và đã phát triển lên một cái ngưỡng rất là có thể gọi là rất là đặc sắc. Thì cũng chính nhờ những người phương Tây đã mang cà phê trở về phương Đông, tạo ra những vùng cà phê nguyên liệu rất là nổi tiếng, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Thì vào khoảng những năm 1857, nhờ những nhà truyền giáo Pháp, theo chân những nhà truyền giáo Pháp thì cây cà phê được đưa về Việt Nam ở các tỉnh như là các tỉnh phía Bắc. Kính thưa quý khách, đó quả là những thông tin rất là thú vị và bổ ích cho chúng ta, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay tham quan Bảo tàng Thế giới Cà phê, chúng ta lại biết thêm 3 nền văn hóa cà phê lớn của thế giới theo thứ tự như nền văn hóa cà phê Ottoman, nền văn hóa cà phê Roman và nền văn hóa cà phê thiền. Và trong tương lai, tập đoàn Cà phê Trung Nguyên sẽ phát triển để cà phê thiền trở thành đại diện cho cà phê của Việt Nam chúng ta mỗi khi du khách nhắc đến đất nước Việt Nam mình. Kính thưa quý cô chú, thì đây là một trong những cái bảo tàng thế giới cà phê độc đáo nhất trên thế giới và có thể nói là lớn nhất của thế giới. Hiện tại thì đang nằm ở thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk. Vé vào đây là 150.000 một người. Người trên 60 tuổi, người từ 60 tuổi trở lên sẽ được miễn phí hoàn toàn quý vị. Trẻ em dưới 6 tuổi thì sẽ không tính vé. Và đặc biệt ngày hôm nay gia đình chúng ta đến đây sẽ trải nghiệm được một ly cà phê, đó là cà phê vợt. Thì như ban tổ chức có thông báo là mỗi một ngày thì cái Bảo tàng Thế giới Cà phê sẽ phục vụ du khách một loại nước uống. Cái nước uống này đã bao gồm trong vé tham quan 150k rồi, quý khách chúng ta không cần phải bỏ chi phí ra thêm. Nếu khách có dùng thêm nước uống khác thì cái này mình sẽ tự thanh toán. Đó, thì hôm nay đó là thứ Bảy, cho nên thứ Bảy sẽ phục vụ cà phê là cà phê vợt đó quý vị. Thì hiện tại đó, theo đánh giá của các chuyên gia đó, hạt cà phê Robusta đang giữ vai trò vị trí số 1 về cái hạt cà phê có mùi vị thơm ngon nhất của thế giới. Và ở Việt Nam chúng ta là có hơn 90% diện tích trồng cây cà phê Robusta với diện tích là 185.000 hectare. Và khả năng chống chọi lại được với lại dịch bệnh cũng như là thích nghi được với khí hậu thời tiết tại Việt Nam. Và khi ra trái đó quý vị thì cái hạt cà phê Robusta nó không có rụng xuống đất, cho nên là rất thuận lợi trồng tại Việt Nam. Và đặc biệt là Hương vị của nó rất là thơm ngon, cho nên được đánh giá đó là hạt cà phê có hương vị thơm nhất của thế giới cho đến thời điểm này đó quý vị. Và hầu như tất cả những cái sản phẩm cà phê ở tập đoàn cà phê Trung Nguyên đều lấy nguyên liệu chính từ hạt cà phê Robusta mà chúng ta hồi nãy có nghe giới thiệu đó quý vị nha. Thưa quý khách, thì đến với Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk không chỉ có điểm tham quan đó là Bảo tàng Thế giới Cà Phê đâu quý vị, mà chúng ta còn có nhiều điểm tham quan khác để chúng ta trải nghiệm nữa. Thanh nói thí dụ như cách đó không xa, ngay trung tâm của thành phố đó, thì nó có cái làng cà phê Trung Nguyên. Nơi đó chúng ta có thể tìm hiểu văn hóa của người bản địa, giao văn hóa của người dân tộc miền núi, cũng như thưởng thức những ly cà phê tuyệt vời nhất. Thứ hai nữa là chúng ta có thể đến Buôn Đôn, đến Buôn Đôn để chúng ta xem voi và thưởng thức những cái đặc sản của vùng đất núi rừng. Hay cách đó khoảng 25 km thì đó là cái khu du lịch danh thắng Thác Dray Nur, rất là đẹp, tuyệt vời luôn, vân vân. Còn nhiều địa điểm khác nữa quý vị, như Hồ Lắc nữa nè. Thì đến đây quý vị, Thanh xin cảm ơn gia đình mình rất là nhiều đã có một ngày đồng hành cùng với Đinh Thanh để khám phá được những cái tuyệt vời nhất của Việt Nam. Xin cảm ơn và mến chúc tất cả mọi người sức khỏe thật là dồi dào. Đinh Thanh xin hẹn gặp lại những video tiếp theo và rất mong mọi người ủng hộ Đinh Thanh nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.